thanh thảo quang dũng, tình yêu sâu đậm, nhưng không thể lấy nhau. Hóa ra là vì lý do này. Thanh Thảo từng nói tình yêu sâu đậm nhất của cô chính là Quang Dũng. Hai người từng có tin đồn tái hợp, nhưng cuối cùng vẫn không thể thành vợ chồng vì lý do này. Sau nhiều năm, bây giờ Thanh Thảo đã có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người chồng Việt Kiều và đã có với nhau một cô con gái. Quang Dũng vẫn là một người bạn, người đồng nghiệp thân thiết, thân cả với chồng Thanh Thảo. Hiện nay Quang Dũng vẫn độc thân. Nhiều người hâm mộ vẫn thắc mắc vì sao ngày trẻ yêu nhau họ không đến được với nhau. Vì đã ở tuổi 40, Thanh Thảo vẫn độc thân sau nhiều lần yêu không thành. Quang Dũng cũng vẫn lẻ bóng sau ly hôn Jennifer Phạm mà họ không thể tái hợp. Nổi tiếng từ những năm 2000, Thanh Thảo và Quang Dũng xuất phát từ điểm hai dòng nhạc khác nhau nhưng đã kết hợp cùng nhau tạo thành cặp đôi đẹp trên sân khấu âm nhạc. Hóa tình nhân trên sân khấu, họ đã để lại bản hit tuyệt vời, vị ngọt đôi môi mà nhiều năm sau còn được yêu thích. Quang Dũng có vẻ ngoài lịch lãm trầm ấm, Thanh Thảo cá tính sôi nổi, nhí nhảnh, nhưng sự kết hợp của họ đã khiến khán giả ngây ngất. Từ tình nhân trên sân khấu, họ vướng tin đồn yêu nhau, nhưng lúc đầu cả hai im lặng. Trong dư luận cũng xuất hiện tin đồn, cả hai kết hợp để đánh bóng tên tuổi. Cho đến khi Thanh Thảo viết tự truyện có đoạn kể về mối tình sâu đậm nhất. Dù không nói tên, nhưng những tình tiết cô kể thì người hâm mộ đều phán đoán đó chính là Quang Dũng. Sau này thì cả hai cũng thừa nhận họ đã 4 năm yêu nhau. Năm 2007 thì Quang Dũng kết hôn với Jennifer Phạm, nhưng cuộc hôn nhân của họ lại nhanh chóng tan vỡ sau đó vài năm. Thanh Thảo trải qua nhiều mối tình cho đến tận 2017, cô cũng mới kết hôn với một Việt Kiều. Trong suốt khoảng thời gian từ khi mới kết hôn đến khi tan vỡ, đến cả bây giờ, hai người vẫn thường xuyên xuất hiện thân thiết bên nhau, hỗ trợ nhau. Thế nên những năm 2017 trở về trước, có tin đồn cả hai tái hợp. Trong một chương trình tháng 4 năm 2017, live show Giấc mơ mang tên mình của Quang Dũng, Thanh Thảo đã kể về kỷ niệm của họ. Cô vẫn còn nhớ, đó là trên chiếc xe buýt từ Đức về tiệp khác trong một tour lưu diễn cùng mùa Noel. Trời lạnh, tuyết rơi, mà chiếc xe lại hỏng máy sưởi. Thanh Thảo không mang áo khoác, Quang Dũng đã rất ga lăng cho Thanh Thảo mượn áo khoác của anh. Trong đêm nhạc, Mỹ Tâm cũng đã nói, đối với anh Dũng, Mỹ Tâm như một người em, có chị Thảo ở đây nên tôi chỉ dám nhận là em thôi, không dám nói gì hơn. Thế nhưng rồi mối quan hệ của Quang Dũng và Thanh Thảo vẫn chỉ dừng ở lại tri kỷ. Trước khi kết hôn với chồng Việt Kiều, búp bê Thanh Thảo từng khẳng định với truyền thông, đến giờ mối tình sâu đậm nhất của tôi là với Quang Dũng. Cô khẳng định mối tình 4 năm đó được nữ ca sĩ khẳng định không phải là giả. Cô cho rằng Quang Dũng là người đàn ông khiến cô cảm thấy nhẹ nhàng nhất. Và mọi bức xúc khó nói buồn bực thì cô đều có thể nói với anh. Quang Dũng cũng nói giữa anh và Thanh Thảo có sự thấu hiểu nhau. Hai người hát hai dòng nhạc khác nhau nhưng hiểu gu âm nhạc của nhau. Mặc dù hiểu nhau và tốt với nhau như thế, nhưng Thanh Thảo khẳng định sẽ không thể quay lại với nhau được nữa. Cả hai chọn sẽ là tri kỷ, Thanh Thảo chia sẻ. Tôi sợ sự quay về sẽ làm mất nhau. Trước đây chúng tôi đã từng nhiều lần quay trở lại với nhau, nhưng cảm giác không còn được như xưa nữa. Mỗi người đã có hướng đi riêng, suy nghĩ riêng nên không quay trở lại được. Nếu quay trở lại mà không được nữa sẽ mất nhau luôn. Nên tôi muốn giữ tình cảm này vì điều ấy. Quang Dũng cũng cho biết giữa Thảo và Dũng bây giờ là tình bạn tri kỷ. Nhiều khi tôi nghĩ khó có cặp nào mà sau bao nhiêu sóng gió vẫn ngồi lại đây, kết hợp cùng nhau trong show diễn, đánh dấu mốc quan trọng. Tôi thấy vui và hạnh phúc vì điều này. Bởi thế sau nhiều năm, Quang Dũng Thanh Thảo vẫn là một cặp đôi đẹp trên sân khấu và là một tri kỷ ngoài đời. Trong nhiều chương trình Thanh Thảo Quang Dũng thì chồng nữ ca sĩ ngồi dưới cổ vũ ủng hộ. Quang Dũng Thanh Thảo cũng nhiều lần chụp ảnh thân thiết bên nhau. Giữa họ là một tình cảm đẹp có lẽ hơn cả tình yêu.
Nhớ 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 lại. Right here.